xe máy Kim Đồng Củ Chi trân trọng kính chào quý khách. Hôm nay ngày 13 tháng 2 2020. Cửa hàng có lấy về mấy chiếc xe cập nhật mới nhất. Địa chỉ là số 1 đường 35, khu 7 thị trấn Củ Chi. 0908 392 702. Mình sẽ giới thiệu cho quý khách xem bốn con xe mới lấy. Một con RSX FI phun xăng điện tử là 2017. Một con AB ổ khóa máy cây thông minh là 2018. Một con Suzuki X-Bike Suzuki là 2011. Và con AB màu xanh 2018 ổ khóa thông minh máy cây. Tất cả có hai có cái con mấy con Spy, con xe này là còn mới. Còn con xe Suzuki Spy này cũng còn đẹp. Máy rồi im hết. Mình sẽ giới thiệu từng chiếc. Xe này thì bán cho quý khách là giá là bán cho quý khách ở tỉnh nha. Mấy cái bản số xe này mình sẽ quay mấy bản số xe. Bán cho quý khách ở tỉnh. Con AB này thì giá là 32 triệu. Con Suzuki Spy là giá 8 triệu rưỡi. Con AB bản số Long An 32 triệu 500. Vô đồ chơi rất là nhiều. Mua cửa hàng Hoàng Việt 56 triệu đó quý vị. 2018 xe còn mới lắm, đi có 6.000 cây thôi. Con bản số 71 FI này là 14 triệu 500. RSX FI còn rất là mới. Ở ngoài nắng này, này giờ nắng chói quá. Cửa hàng mình có bán trả góp nha. Xe AB màu đỏ này có dán keo nguyên chiếc inox rồi hết. Bán cho mấy anh chị ở tỉnh giá rẻ. Xe còn rất là cứng, chưa có lỗi lầm gì hết. Mới lấy về chưa có rửa nữa, mới để dựng đây nãy giờ mới xịt sơ. Suzuki Spy máy rất là chắc, chưa rớt đầu luôn. Giá 8 triệu rưỡi, giá rẻ, chạy rất là bốc. Và AB nè, xe còn rất là đẹp, riêng hết. Ổ khóa thông minh mít cây hết. Mua xe mới 40 mấy triệu. Bán xe cho quý vị là 32 triệu thôi. Còn xe này vô đồ chơi dữ lắm, đi 6.000 cây. Còn cái xe xanh này đi 10.000. Xe còn riêng hết. Liên hệ với mình nha. Để xe chở máy Kim Đồng thì đánh Củ Chi. Đánh Củ Chi 1 km. Hướng về Bình Dương. Từ cầu vượt Củ Chi chạy về hướng Bình Dương 1 km bên tay trái đường 35. Tỉnh lộ 8 ở trước mặt quý vị. Lên Google Maps bấm cửa hàng xe máy Kim Đồng Củ Chi là sẽ chỉ đường cho quý khách đi tới chỗ. Còn nếu không biết đường thì alo cho mình. Mình sẽ cho người ra rước ở cầu vượt Củ Chi hoặc bến xe Củ Chi. Trước tiệm mình có bún bò Huế, có bán bún bò Huế. Bao sân tên các tỉnh nếu quý khách mua góp. 15 phút lấy xe về. Có một con Suzuki giá 57 triệu, xe mua mới 80 triệu, đi có 1.000 mấy cây, xe rất là mới, mới 98%. Suzuki GSX xe còn rất là mới, chưa có tăng sơn. Xe chưa tăng sơn luôn, xe nhập khẩu dạng chòm. Rút gốc 500. Giá 57 triệu. Ổ khóa thông minh mít cây, mở thử coi.
không khóa, chìa khóa là đâu không biết nữa. Cái chìa khóa mình đi cắt rồi, cắt chìa khóa đó. Mình đang bạn quay không có mở được. Xe còn mất rất là mới. Không khóa thông minh luôn. Nhìn rất là hầm hố. Dạng chòm, chòm tới ạ. Con Winner có 1000 km, không có đối thủ. Kiếm chiếc thứ hai chắc hơi bị hiếm. Winner đăng ký đầu 2019, hàng cuối cùng. Xe chắc không có đối thủ đâu. Vỏ ra gió còn nguyên hết. Nguyên hết. 1000 km. Chìa khóa xe này không biết nữa. À, giữ yên này. Km. Không có đối thủ. Winner 2018 đen M 32 triệu, bán cho anh chị ở tỉnh 32 triệu. Xe còn rất là mới, vỏ còn riêng theo xe hết. Xe đi khoảng 10.000 cây. Bán cho anh chị ở Đồng Tháp nha. Anh chị nào ở Đồng Tháp lên liền nha. Anh chị ở gần tỉnh hay miền Tây cũng được, rút gốc cho anh chị luôn. Xe còn rất là mới, hàng hết rồi nha. Giờ Winner X rất là xấu, không ai chuộng hết. Bán cho anh chị 32 triệu nha. Đó, chú vừa mới vô cái khói khách. Thôi, chào tạm biệt quý vị nha. Liên hệ với xe máy Kim Đồng Củ Chi nha. Ở bên đó mình có hai chỗ, bên đó với bên này. Bên đó mình mấy xe rẻ rẻ 5-7 triệu được cũng có hết. Bên đó Sirius ở đầu có 5 triệu rưỡi. Win Trung Quốc khoảng 4 triệu, 4 triệu rưỡi. 2-3 chiếc vậy. Nhiều xe nhỏ nhỏ 50 cũng có hết. Có gì quý vị điện thoại cho mình nha. Cảm ơn quý vị đã xem tin và theo dõi. Nhớ đăng ký like xe máy Kim Đồng Củ Chi và để xem tiếp những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và nhớ gọi cho mình nha, 0908 392 702.